Anh em thấy tôi ngầu không anh em? Hôm nay shop em lên cho anh em nha, một em SF 50, xe đúng cái biển số Sài Gòn luôn nha anh em. Hình như lâu lắm rồi, bữa giờ lâu rồi, cũng chắc cũng tháng mấy rồi đó mới về được một em SF 50 biển số Sài Gòn anh em ha. Rồi, hello anh em, một buổi tối ấm áp tại shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn. Hôm nay shop em lên cho anh em nha, một em biển số Sài Gòn. Lâu lắm rồi lên biển số, 4 số Sài Gòn anh em. Quay sát cái này cho anh em xem. 4 số phản quang nha, biển 4 số phản quang nha. Sài Gòn sườn lớp zin. Sạch sẽ, gọn gàng, được shop em dọn sạch sẽ rồi nha. Đi một vòng cho anh em xem. Thì shop em sẽ vào chi tiết cho anh em. Anh em những ông chú, những ông anh nào mà dặn shop cái biển Sài Gòn, nhất là anh em biết đâu không? Nhất là những anh em ở ngoài Hà Nội dạ, thường hay dặn shop biển số Sài Gòn đó. Thì hôm nay shop em lên cho anh em một em cực kỳ dễ thương luôn, cực kỳ sinh viên luôn. Cấu hình máy kêu nó là 70 4 số CD đó, quay cho anh em xem ha. Rồi đi vào chi tiết đi, đi vào chi tiết thì shop em quay cho anh em xem ha. Cái bình xăng lớn 67 zin còn khá là đẹp ha. Cái bình xăng lớn 67 zin, má xi zin, cao su zin, chim zin đó, quay cho anh em xem nha, quay sát cho anh em xem. Thì thật sự mà mình thấy mấy chiếc biển số Sài Gòn mình cũng thích lắm anh em. Đây cái biển số Sài Gòn á, được mấy anh ở ngoài Hà Nội á, thích lắm. Mấy ảnh dặn shop, nhưng mà tại vì 67 mà nó không phải như mấy cái xe đời mới lúc nào cũng có ha. Cái biển số Sài Gòn thì ít lắm, mà biển 4 số nữa, mà biển 4 số phản quang nữa anh em. Đó, yên nè. Yên thì shop vô cái yên mới nha. Shop vô cái yên mới cho anh em. Anh em thấy những cái chiếc xe bên shop em lúc nào cũng vậy, từ xe dọn tới xe bán lúc nào yên với bình xăng nó cũng ôm sát nhau nha. Đó, ba ga sau thì shop em vô cái ba ga sau inox đặc ha. Cái ba ga sau inox đặc anh em xem nè ha, full new, full mới 100% nha. Cái ba ga đặc nè, dè nhựa sau nhám, nhám xanh nha, dè nhựa sau nhám xanh, bốn tay xi nhan Atimon ha, bốn tay xi nhan Atimon mới 100%, xe sạch sẽ liền lạc anh em nha. Giá cực kỳ dễ thương, chỉ có mười mấy triệu thôi ha. Đèn lái sau cũng vậy luôn. Đây, quay sát cho anh em xem. Niền tâm thì mới, full new, full mới luôn. Shop vừa mới vô cho anh em luôn. Niền tâm ha, sáng sủa sạch sẽ. Thì những cái chiếc xe mà shop em bán á, những cái chiếc xe cái nào mà cũ thì mình sẽ báo với anh em là cũ, những cái món nào mới thì mình sẽ báo mới cho anh em. Nên những ông chú, những ông anh ở xa cứ việc yên tâm. Tình trạng xe làm sao thì có sao thì mình nói vậy. Tại vì những cái chiếc xe bên shop em á, lúc nào cũng cố gắng quay thiệt là rõ ràng, để cho những ông chú, những ông anh ở xa, ở ngoài Hà Nội, Hải Phòng hay là Sơn La đều xem được ha. Cố gắng quay chậm chậm để cho những cái vị trí nào mà khó coi, để quay sát rõ cho anh em xem ha. Thì lúc nào mình cũng vậy, từng chi tiết hết nè. Gấp thì cũng vậy luôn, gấp gia công. Shop em vừa mới vô nè, cái gấp nha, cái gấp cũ của nó yếu quá, xấu quá, yếu, có một là mình thay ha. Mình chơi cái gấp gia công cho anh em. Miếng ke chân inox, gác chân inox, cái này là full new, full mới hết nha. Mình bán xe nhưng mà mình vô những cái chi tiết cho nó cứng cáp cho anh em, đầy đủ hết cho anh em ha. Má nè, đó, che chân inox nè, gác chân inox nè, là full new hết. Gấp cũng vậy luôn. Và xe thì nước sơn của sườn thì cũng còn kha khá ha. Nước sơn cái sườn cũng còn kha khá đó, anh em xem nha, chi tiết. Nhưng mà sườn còn ok lắm nha anh em, không mục ha, không mục, không xé bậy bạ nha. Quay sát lên đây cho anh em xem. Và cấu hình máy của em nó là cấu hình máy 70 4 số CD ha. Cấu hình máy 4 số CD, cấu hình máy là 70 ha. Nắp nồi zin nè, đó, còn rất là đẹp luôn đó. Quay cho anh em xem ha. Lên trên thì mình sẽ quay, nói chung là mình sẽ cố gắng quay chi tiết để cho những ông chú, những ông anh ở xa xem được rõ hơn. Và những cái chiếc xe của shop em là có cọc, là có ship xa, dù anh em ở đâu cũng vậy, thì shop cũng ship tới tận nhà cho anh em. Nên anh em ở xa cứ việc yên tâm ha. Lên trên đây, lên trên đây thì mình quýnh một cái vòng cho anh em xem.
ha, từ di đông gù đó, pha đèn, cái pha đèn 67 này á là full new, vậy là mình vừa mới vô mới 100% cho anh em luôn. Một cái pha đèn 67 mới 100%, bốn tay xi nhan Atimon ha. Xe về xác định là chỉ có đổ xăng vô mà chơi thôi, anh em chỉ đổ xăng vô thôi. Điện đèn kèn thì mình cũng vô luôn cho anh em nha. Một cái sợi điện sườn mới từ trên xuống dưới luôn, điện sườn mới full new, mới tinh, đi một cọng gọn gàng cho anh em luôn. Chút qua đây quay cho anh em xem ha. Điện đèn kèn đó, để đáp lại những cái sự thương yêu của những anh em quan tâm shop ha. Thường xem những cái clip của shop em thì mình muốn cho những cái chiếc xe mình bán càng ngày nó càng ok hơn ha, đầy đủ hơn cho anh em. Giờ chỉ đổ xăng vô mà đi thôi. Phuộc trước 67 nè, sạch sẽ gọn gàng, xe sáng trưng anh em ha, xe sáng trưng, nước sơn đẹp, nước sơn rất là khá luôn. Đùm thì mình mới vừa mới sơn mới luôn, niền trăm mới full new nha, niền trăm là mới nha, sạch sẽ anh em thấy ha. Về cũng vậy luôn, mình cũng vô đầy đủ cho anh em hết, chứ không phải là xe bán mà mình không, mình tiếc tiền mình không vô đâu, mình vô cho đẹp cho anh em hết. Giờ là chỉ đổ xăng vô mà đi thôi ha. Đó, qua bên đây, qua bên đây cho anh em xem xe rất là khá luôn. Và shop xin báo giá với anh em luôn nha, một em SF50 ha, một em SF50 biển số Sài Gòn, sườn lốp zin, và cấu hình máy của em nó là máy 70 4 số CD, giá của em nó là 18.500.000. Xe sạch sẽ gọn gàng ha, mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Qua đây như anh em thấy ha, như anh em thấy ha, điện sườn nè, điện sườn nè, lúc nào shop em cũng vô một đường điện gọn gàng, chứ không phải là một bó một chùm ha, lúc nào vô cũng gọn gàng cho anh em xem đó, gọn gàng sạch sẽ. Xuống đây shop em quay cho anh em xem. Đây nè, má xi zin nha, cao su zin, chim zin, bình xăng này, xe này bình xăng đẹp lắm anh em, xe này bình xăng đẹp lắm đó. Xuống đây cấu hình máy cho anh em xem nè. Đây xe ha, xe là máy 70 sườn lốp zin đó, sườn lốp zin nè. Quay vô cái số cho anh em xem, lúc nào mình bán xe mình cũng quay rất là rõ ràng chi tiết nha, số khung số máy chuẩn chỉ ha. Máy thì là máy 70, máy là máy 70 4 số CD anh em ha. Đó, xuống đây quay luôn cái số sườn số máy cho anh em xem. Đó, rõ ràng chi tiết nha, số là rõ ràng chi tiết, sườn lốp zin, tình trạng xe thì lúc nào bên shop em cũng báo ha, sườn lốp zin, đây là sườn lốp zin, số tháp số đóng đó, cái nào là mình báo rõ ràng cho anh em. Và bên shop em không có bán những cái chiếc xe số đóng nha, số đóng là mình không có chơi mấy cái đó ha, mình bán lúc nào cũng vậy, từ số khung số máy cà vẹt biển số là rõ ràng cho anh em ha, lúc nào cũng quay biển số luôn, số khung số máy chuẩn chỉ, gấp là gấp gia công nha, chứ mình không có bỏ gấp thường, gấp là mình bỏ gấp gia công, cặt te cũng vậy luôn anh em xem ha, xem ha. Đó, sáng trưng, cái xe sáng trưng sạch sẽ, về là chỉ có đổ xăng vô mà chơi thôi, quay luôn biển số luôn. Mình bán lúc nào cũng vậy, quay gõ vô ha, 51FB8489 ha. Và shop xin nhắc lại một lần nữa, giá của em nó là 18.500.000. Và xe bên shop em có cọc là có ship, nên những ông chú, những ông anh ở xa cứ việc yên tâm, có cọc là có ship toàn quốc hết ha, ở đâu thì shop em cũng ship hết, nên em khỏi phải lo. Và bây giờ thì mình sẽ test cho anh em nghe. Máy là thì thầm, để em canh ti lớn lên cho anh em nghe. Máy là thì thầm nha. Và xe này thì mình cũng đã vừa vô một bộ nồi gia công chống giọng hú cho anh em rồi ha. Thì những cái chiếc xe bên shop em, từ những chiếc xe mắc tiền, những chiếc xe nhiều tiền, lúc nào cũng bao hết. Về mà anh em về xe bên shop em á, về mà anh em chạy, nghe thợ nói hoặc là anh em nghe một tiếng giọng, một tiếng hú là gửi tặng cho anh em một bộ nồi gia công chống giọng hú tại shop em liền. Những cái chiếc xe 67 này á, tại vì bên mình chuyên, mình gia công mình bán được thì mình bán xe cho anh em, mình cũng bao cho anh em ha, những bộ nồi bên shop em gia công là bao hết ha, bao mới 100%.
bộ nồi mới 100% nha, chứ không phải mấy bộ nồi cũ mà mình làm lại nha. Bộ nồi mới 100% và mình đã gia công chống giọt ngú ha. Và bên shop em có bán với giá là 600.000 một bộ. Thì những cái chiếc xe mà bán cũng vậy luôn. Về mà anh em nghe một tiếng giọng hay là một tiếng hú, anh em chạy nghe hú nghe giọng là điện thoại cho shop, gửi tặng cho anh em một bộ nồi liền ha. Được anh em. Máy im ha, thì thật luôn. Shop em có cọc là có ship, nên những ông chú, những ông anh ở xa cứ việc yên tâm. Và số điện thoại của shop là 0909 00 0708 anh em ha. Những anh em mà muốn xem xe trực tiếp cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, chuyên về phụ tùng 67 và cúp. Những anh em chơi dòng xe nào cần những món gì cứ việc alo cho shop ha. Và shop xin nhắc lại một lần nữa, nay shop em lên một em SS50 ha, biển số Sài Gòn sườn lắp zin, cấu hình máy của em nó là cấu hình máy 70, 4 số CD và giá của em nó là 18.500.000. Xe của bên shop em và những món phụ tùng luôn, có cọc là có ship, nên những ông chú, những ông anh ở xa cứ việc yên tâm ha. Được anh em, máy im ha, thì thật, mình xét vô. Đó. Không có nghe một tiếng giọng, không nghe một tiếng hú nha anh em. Quá dữ thường. Dạ rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha. Nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em. Bye bye anh em.